ra mấy mình cắt dòng á, mình chỉ cắt 3 phút là cái xương đi hết liền. Thực ra thì phẫu thuật hàm thì đa phần người ta sợ nhất là đau. Yeah. Nhưng thực ra thì chúng ta biết rằng đó, đau chúng ta biết rằng đa phần mà gãy xương á, chúng ta thấy học trò đi học thường thường hay nghịch ngợm mà hay bị gãy tay á, gãy xương á, rất là đau. Người ta nhập viện thì sau khi nhập viện xong thì bác sĩ sẽ tăng bó nẹp của điện thoại. Một hai ngày sau là mấy em đi học lại bình thường. Vì em đau không là do có chuyện di chuyển. Trong các phẫu thuật hàm thì cái đầu tiên là chúng ta cắt cố định. Lúc cắt xong ta cố định nẹp lại, kính không gì định. Thứ hai cái quan trọng là cái cắt mà cái tách mấy cái xương này. Trong mấy cái xương escalate đây. Bạn thấy nó có hai cái, một tay cái escalate và cái máy. Escalate high speed. Cái escalate có hai cái máy, một là máy cơ. Máy cơ là cắt nó rung rất nhiều, nó rung mạnh, tắt ra cái xương nhiều thì cái tổn thương mô nhiều hơn, nó sẽ đau hơn. Còn máy S-Club là microspeak, là máy cắt siêu âm, thì cái tổn thương mô và tổn thương cơ rất là xương rất ít. Cho nên khi mà như vậy thì cái khả năng nó đau rất ít. Và sau khi mổ xong ta sẽ tắt rồi. Rồi bây giờ chúng ta thử coi thử kết quả này nó nói như thế nào đó. Giờ nếu mà cuối cùng kết quả nó sẽ như thế nào, còn toàn hết món nha. Okay. Đó, chúng ta cùng theo dõi kết quả đó. Đã đó, thấy không? Và chúng ta chỉ cần niềng cái ra cố định ốc hai bên lại là khớp cắn không bao nhiêu này như thế đó, chúng ta thấy hoàn toàn thấy không? Khớp hồi nãy cái hàm trên chúng ta thấy rồi đó, để cái hình kia nó bị lòi chứ hàm dưới nó chưa sao, bây giờ hàm dưới vô hoàn toàn. Đây là cái khớp cắn đó, cái nó máng để chúng ta khớp hai cái hàm này đó. Như vậy kết quả nha. Bây giờ chúng ta vấn đề cái lần cuối cùng, bây giờ chúng ta sẽ cố định nẹp ốc vít để cho cái hàm nó sẽ khớp được thôi. Còn vi đoạn cắt xương là xong rồi. Rồi quý vị ơi, chúng ta nhớ là bấm theo dõi trang Facebook của bệnh viện để có thể đón xem những cái live stream tiếp theo. Như là không bỏ lỡ những cái ưu đãi hiện có quý vị nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết thúc live stream ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những live stream lần sau của Bệnh viện Thẩm mỹ TW Hàn Quốc.